Thưa quý vị và các bạn, xác định công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là động lực quan trọng để phát triển kinh tế nhanh bền vững. Huyện Yên Khánh đã có nhiều giải pháp phát triển lĩnh vực này theo mô hình cụm công nghiệp làng nghề tập trung, đồng thời không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đây là nội dung chính được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong mục đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong phần thương hiệu sẽ là ghi nhận về xây dựng thương hiệu trà xanh Tâm An Nguyên. Kết thúc chương trình, trong mục góc thật giả là những quy định xử phạt hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng và công dụng. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong những năm gần đây, việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được huyện Yên Khánh quan tâm đẩy mạnh. Cơ cấu ngành công nghiệp có nhiều chuyển biến theo hướng khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, chuyển từ manh mún sang hình thành một số ngành sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ khí được mở rộng, phù hợp với điều kiện sản xuất và thị trường tiêu dùng. Huyện đã ban hành hệ thống chính sách phát triển trên các lĩnh vực với những cơ chế khuyến khích đầu tư thông thoáng như ưu đãi về giá thuê đất, tích cực giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông, để phục vụ sản xuất ngành công nghiệp. Hiện nay trên địa bàn huyện có 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 124 ha. Trong giai đoạn 2021-2025 sẽ quy hoạch bổ sung mới một cụm công nghiệp Khánh Tiên với diện tích là 40 ha. Quy hoạch này là cơ sở để quản lý chặt chẽ đúng quy định việc hình thành, phát triển, đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào trong cụm, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững cho huyện Yên Khánh. Chúng tôi lựa chọn đầu tư vào huyện Yên Khánh vì cơ sở hạ tầng khá tốt, giao thông tương đối thuận tiện. Quan trọng hơn là ở đây có nguồn lao động khá dồi dào. Và khi chúng tôi đầu tư ở đây thì cũng được thụ hưởng rất nhiều ưu đãi. Trước hết là thủ tục hành chính trong chứng nhận đầu tư, chứng nhận xây dựng khá là nhanh. Tiếp đó là được ưu đãi về thuê đất và hưởng các ưu tiên khác liên quan đến các loại thuế. Nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương, trên cơ sở các nghị quyết của tỉnh, huyện Yên Khánh đã ban hành một loạt các cơ chế chính sách giúp các doanh nghiệp mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến nông sản, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp và nhà nông để sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đặc biệt, công tác xúc tiến thương mại nông nghiệp đang được quan tâm đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở, hợp tác xã nông nghiệp tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại để từ đó kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Vì công ty nằm trên địa bàn huyện Yên Khánh là một huyện nông nghiệp, thì những cái sản phẩm của huyện thì công ty rất là chú trọng. Tuy nhiên thời gian vừa qua thì cũng chưa phát huy hết những cái tiềm lực của huyện Yên Khánh. Sắp tới là công ty chúng tôi cũng đang có một cái dự án muốn kết hợp với huyện Yên Khánh làm một nguyên liệu với một cái quy mô lớn, chủ yếu là chú trọng các mặt hàng về không phải là cây lúa, mà ngoài cây lúa hoặc là những diện tích mà trồng lúa kém hiệu quả sẽ sử dụng diện tích đấy, và chủ yếu là các sản phẩm rau củ quả, trong đó có cây ngô, cây cà chua và cây dưa chuột. Năm 2009, cơ sở sản xuất mộc của anh Trần Văn Tuyên ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh đi vào hoạt động với diện tích hơn 300 m². Thời gian đầu do gặp khó khăn về vốn nên trang thiết bị máy móc rất thô sơ, đa phần là làm thủ công. Tuy nhiên đến nay, nhờ được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi nên cơ sở của anh đã có điều kiện để mua sắm được nhiều trang thiết bị hiện đại. Từ đây chất lượng sản phẩm được nâng lên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, huyện Yên Khánh cũng đã có nhiều ưu đãi để phát triển các làng nghề truyền thống. Từ lúc bắt đầu mở xưởng thì cũng được sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền và ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho hỗ trợ cho vay vốn phát triển kinh tế. Được hỗ trợ cái nguồn vốn đó thì tôi đầu tư vào nâng cao cái công nghệ máy móc nó hiện đại hơn để đáp ứng được cái nhu cầu thực tế. Chứ bữa trước là đầu tư nếu mà dọc bình thường thì nó mất rất nhiều thời gian, nhưng khi có một máy rong cạnh này là làm chỉ có mất mấy phút phát là đã được một đường thẳng nó thẳng rồi, thì cái thời gian tiến độ nó nhanh gấp nhiều lần so với khi mình chưa có máy móc. Trước đây
là nghề bún bánh Yên Ninh với đặc thù do mặt bằng sản xuất ở ngay trong khu dân cư và không có công trình thu gom xử lý nước thải, nên làng nghề trở thành điểm gây ô nhiễm môi trường. Để cải thiện vấn đề này, làng nghề được các cấp ngành quan tâm đầu tư dự án xây dựng hệ thống xử lý môi trường làng nghề bún bánh Yên Ninh, huyện Yên Khánh, công suất 500 mét khối một ngày đêm. Và dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật xử lý môi trường, các dự án được triển khai đã cải tạo nâng cấp toàn bộ hạ tầng kỹ thuật xử lý môi trường cho làng nghề, nước thải được thu gom, xử lý, không còn tình trạng xả nước thải chưa đảm bảo kỹ thuật ra môi trường. Nhờ vậy mà người dân làng nghề đã có điều kiện đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy làng nghề ngày càng phát triển. Hiện tại nay làng nghề thị trấn bún bánh thị trấn thì có gần 400 hộ phát triển sản xuất kinh doanh. Và thị trấn cũng luôn luôn quan tâm vận động các hộ cũng như xuống để vận động các hộ tiếp tục phát triển sản xuất để gây thương hiệu. Và tiếp tục thị trấn cũng quan tâm là xử lý tiếp một số cái đoạn đường rãnh thoát nước trong khu làng nghề. Và cũng liên hệ với Sở Công Thương để tạo cái lớp tập huấn cho bà con nhân dân trong cái lĩnh vực kiến thức về an toàn thực phẩm. Và cũng thường xuyên là cán bộ xuống các hộ làng nghề để khuyến khích phát triển, như liên hệ với ngân hàng chính sách xã hội để cho vay cái nguồn phát triển mở rộng sản xuất. Một vấn đề đáng quan tâm hiện nay là để cho các doanh nghiệp phát triển hơn nữa thì huyện Yên Khánh cần tiếp tục có những chính sách về phát triển nguồn nhân lực. Công tác hỗ trợ đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sản xuất trên địa bàn, qua đó tạo sự gắn kết giữa người lao động với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Nguồn nhân lực ở đây khá dồi dào, tuy nhiên lao động qua đào tạo lại chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ. Khi chúng tôi tuyển dụng thì phải tự đào tạo, chủ yếu qua hình thức cầm tay chỉ việc. Vì vậy, chúng tôi mong chính quyền địa phương hỗ trợ nhiều hơn cho chúng tôi về đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, bởi đây chính là điều kiện tiên quyết để cho doanh nghiệp hoàn thiện các đơn hàng và phát triển bền vững. Chính vì vậy, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Khánh năm sau luôn cao hơn năm trước. Đây chính là tiền đề trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Yên Khánh sẽ mở rộng quy mô, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường công tác khuyến công, kiện toàn hệ thống khuyến công từ huyện đến cơ sở, quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển công nghiệp chế biến, thu hút thêm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, cũng như phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thưa quý vị và các bạn, trước đây ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp từng có nông trường chè Tam Điệp rất phát triển. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà nông trường giải thể, cây chè bị mai một dần. Gần đây hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Nông Sản Tam Điệp đang nỗ lực phục hồi lại vùng chè, kết hợp với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè nơi đây. Chè ở Đông Sơn được nhiều người biết đến bởi những đặc tính nổi trội mà không phải nơi nào cũng có được. Chè ở đây khi pha có màu xanh tươi mát, vị chát đượm, hương dịu thơm tự nhiên và có vị ngọt hậu. Để lưu giữ phát triển được sản phẩm chè đã có tiếng một thời, cuối năm 2018, gia đình chị Phạm Thị Hồng Quý cùng với một số gia đình xây dựng cơ sở sản xuất chè, thành lập Hợp tác xã Hoa, Cây Cảnh, Nông Sản Tam Điệp. Ban đầu, Hợp tác xã chỉ lựa chọn 30 hectare của những hộ có đủ điều kiện, cam kết làm theo quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh mà Hợp tác xã đưa ra để liên kết sản xuất thu mua sản phẩm. Hợp tác xã hỗ trợ bà con về kỹ thuật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cam kết thu mua sản phẩm cho bà con với giá 15.000 đồng 1 kg búp tươi. Hợp tác xã chúng tôi là đang liên kết với bà con để phục hồi lại cái vùng nguyên liệu chè búp Tam Điệp, kết hợp với xây dựng, khôi phục lại cái thương hiệu chè Tam Điệp mà trước đây cũng đã từng có mặt trên thị trường. Và cái giải pháp cốt lõi của cái vấn đề là khi mà chúng tôi liên kết với bà con thì cái phương thức liên kết theo chuỗi giá trị để đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm. Và đặc biệt quan trọng hơn đấy là cái vệ sinh an toàn thực phẩm, tức là đảm bảo cái sản phẩm, cái tính an toàn cho sản phẩm khi mà mình đưa ra thị trường và đưa đến người tiêu dùng. Nhờ chú trọng yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm, cộng thêm hệ thống máy móc chế biến hiện đại đã giúp Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Nông Sản Tam Điệp tạo ra được sản phẩm chè xanh chất lượng tốt, bước đầu lấy được sự yêu mến, tin tưởng của nhiều người tiêu dùng. Hiện nay, sản phẩm trà xanh mang nhãn hiệu
Tâm An Nguyên của hợp tác xã đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chúng tôi lúc nào cũng đặt cái chỉ tiêu an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Chúng tôi phải sơ chế là chúng tôi phải làm tất cả là đều phải đi găng tay và đeo khẩu trang trước khi vào sản xuất. Đặc biệt là không sử dụng một các chất phụ gia gì ngoài khác, còn tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên của cây chè, của cái búp chè đã dân nhân dân thu hái mang về. Thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, xã Đông Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng sản phẩm chè xanh mang nhãn hiệu Tâm An Nguyên trở thành sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Đây chính là cơ hội để người tiêu dùng biết đến sản phẩm này nhiều hơn, đồng thời tạo thuận lợi để người dân tham gia trong các chuỗi sản xuất, nâng giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững. Cây chè là cây truyền thống của địa phương và được kết hợp với những cái kỹ thuật mới thì đây là một trong những cái bước đi rất là đúng đắn, góp phần cái phát triển kinh tế của xã, giảm được hộ nghèo, tăng độ giàu. Ngoài ra kết hợp với 10 làng nghề trồng đào phai thì chè là đóng một vai trò hết sức là quan trọng. Nó có cái mức thu thường xuyên trong tháng, trong năm mà đều đặn như vậy. Thì đối với xã đang chỉ đạo các cái thôn có cái diện tích đất phù hợp tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân phát triển mở rộng cái diện tích chè này. Và đồng thời là cũng tiếp tục đề nghị với thành phố, với tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân về giống, vốn, vật tư và các cái vấn đề về tuyên truyền quảng bá tiêu thụ sản phẩm cái chè An Nguyên này. Với việc được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, sản phẩm trà xanh Tâm An Nguyên sẽ ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường và quan trọng hơn, đây sẽ là tiền đề để hồi sinh được vùng chè Đông Sơn, mở ra hướng đi triển vọng trong phát triển kinh tế từ cây chè cho người nông dân. Tại Điều 9 Nghị định 98 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định, hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng sẽ bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5 triệu đồng. B. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. C. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng. D. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Công nghiệp và Thương mại kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.